Đây là xin Thiên Chúa đấng xóa bỏ tội trần gian. Kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, chúng ta cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa thường niên, cũng là những ngày bận rộn của cuối năm. Và chúng ta thấy năm mới là năm Tý, những con chuột đã chạy khắp các mặt báo, những con chuột chạy lên cả những phong bao lì xì, những con chuột là chạy lên cả những lời chúc. Bởi vì chúng ta thấy trong cách tính lịch của người Á Đông thì 12 con vật được đánh số thứ tự để mà tính ngày, giờ, tháng, năm. Và điều này kể ra cũng rất thú vị, bởi vì người ta dựa vào tập tính của từng con vật để chọn cho một năm. Và trong niềm tin dân gian, người ta nghĩ rằng mỗi năm tương ứng với một con vật, coi như là một vị thần hộ mệnh của cả một năm. Và nó cũng không thiếu những cái bất cập, bởi vì dựa vào cách tính thời gian như thế này, người ta ứng dụng vào việc xem tử vi, xem phong thủy. Cho nên nhiều người lại đi xem tử vi để rồi có lúc vui, có lúc buồn, có lúc lo lắng, dựa theo những lời phán của những lá tử vi ứng với con vật, ngày và giờ. Như thế thì nếu không khéo, chúng ta lại vô tình giao số phận của mình vào những cái trò may rủi để mà buồn, để mà vui, vu vơ dựa trên những cái lời không có căn cứ. Khởi đầu mùa thường niên, Thánh Gioan giới thiệu với các môn đệ, giới thiệu với đám đông dân chúng và giới thiệu với tất cả mỗi người chúng ta về một con vật. Và con vật này lại rất là gần gũi ở trong văn hóa Do Thái cũng như nền phụng tử. Thánh Gioan đã giới thiệu về con Thiên Chúa xuống thế làm người và sứ vụ của con Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân của người bằng hình ảnh chiên Thiên Chúa. Ngài nói đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa bỏ tội trần gian. Vậy thì chiên Thiên Chúa có ý nghĩa là gì? Và tại sao Ngài có khả năng xóa bỏ tội trần gian? Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, ở trong văn hóa của dân Chúa, con chiên tượng trưng cho điều gì đó rất tốt đẹp. Con chiên rất hiền lành, con chiên trong trắng và con chiên thánh thiện. Bởi vì con chiên nó hiền lành cho nên đã được các ngôn sứ dùng làm hình ảnh để nói về người tôi chung của Thiên Chúa. Người tôi chung của Thiên Chúa sẽ rất hiền lành, giống như là con chiên bị người ta đem đi làm thịt, đem đi xén lông mà không có một hành vi phản kháng hay là kêu ca. Đó là hình ảnh người tôi chung của Thiên Chúa sẽ đến giữa dân của người, không phải là ranh ma như là ông Tý mà chúng ta mừng trong năm mới, nhưng rất hiền lành để mà hiến dâng cái cuộc sống, cái mạng sống của con chiên làm của lễ đền tội, làm của lễ dâng lên Thiên Chúa, thục hồi tội lỗi của nhân loại và trả lại tự do cho nhân loại. Chúng ta thấy rằng hình ảnh con chiên đó, như Thánh Gioan giới thiệu, có một bề dày văn hóa và ý nghĩa phụng tử. Con chiên mà Thánh Gioan giới thiệu gợi cho tất cả các môn đệ của Ngài, cho đám đông dân chúng đang lãnh nhận phép rửa, hay là cho mỗi người chúng ta về cuộc giải thoát Thiên Chúa đã thực hiện, những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện.
con chiên đó ẩn khuất ở trong cuộc xuất hành. Máu của con chiên bôi lên cửa sẽ là dấu chứng gia đình này được Thiên Chúa đón nhận, gia đình này thuộc về Thiên Chúa, và họ sẽ được Thiên Chúa gìn giữ, bảo vệ, chở che qua khỏi những cái tai ương hoạn nạn. Và thịt của con chiên ở trong cuộc xuất hành sẽ tăng sức cho dân của Chúa để chuẩn bị một hành trình rất dài, rất xa, rất gian khó. Thịt của con chiên đó sẽ tăng sức cho dân của Thiên Chúa để đi về đến miền đất của bình an. Hay là nói khác đi, nhờ sự hy sinh của con chiên vượt qua, dân Chúa được tự do, thoát khỏi kiếp sống nô lệ và phải chết ở trong tù nhục nơi đất khách quê người. Khi mà Thánh Gioan giới thiệu cho dân chúng Đức Giêsu là chiên của Thiên Chúa, Ngài muốn giới thiệu về mục đích của việc con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài đến để hiến dâng mạng sống làm của lễ hy sinh hoàn hảo, đẹp lòng Chúa Cha. Và đây là hình ảnh báo trước về hy tế thập giá Chúa Giêsu sẽ thực hiện. Khi mà máu của người được đổ ra sẽ là máu hy tế xóa bỏ tội trần gian, xóa bỏ tội lỗi của con người và chuộc lại mạng sống, chuộc lại sự sống đích thực, không chỉ là cho dân của Chúa mà thôi, dân Israel mà thôi, mà còn cho tất cả mọi người thuộc mọi thời đại. Người tôi chung như thánh, như là trong bài đọc sách thánh Isaiah chúng ta thấy, ta đặt ngươi không chỉ làm ánh sáng cho Israel, nhưng mà cho cả muôn dân nữa, để nhờ ánh sáng của ngươi, người ta sẽ biết đường, tìm về chân lý, tìm về hạnh phúc. Và Thánh Phaolô như chúng ta thấy, Ngài nói lương bổng của tội là sự chết, là sự giam hãm đời đời ở trong án phạt. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, máu của con chiên giao ước mới thanh tẩy chúng ta sạch tất cả tội lỗi và trả lại cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa. Thông điệp của Thánh Gioan khi giới thiệu Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa thật là rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng Ngài không phải là lập tức biết ngay được Đức Giêsu Kitô là chiên của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, ít nhất hai lần Ngài khẳng định: tôi không biết người. Ngài biết Chúa Giêsu chỉ là cái biết bên ngoài, bởi vì Chúa Giêsu cũng là người anh em họ hàng với Ngài. Thân mẫu của Ngài là chị họ của Đức Maria. Đương nhiên Ngài biết Đức Giêsu về phương diện nhân loại. Nhưng mà để biết Đức Giêsu là chiên của Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian, thì phải nhờ sự tỏ lộ của thần khí. Người thấy chim bồ câu ngự xuống trên ai ở trong cuộc rửa tội tại sông Giô-đan, thì đó chính là chiên Thiên Chúa, đó chính là con Thiên Chúa. Và biết được điều đó, Thánh Gioan đã giới thiệu chiên của Thiên Chúa cho các môn đệ. Ngài như có ý muốn nói rằng: tôi không phải là người có khả năng tẩy rửa tội lỗi của anh em. Tôi cũng không phải là người có khả năng đem lại sự sống mới cho anh em. Tôi không phải là người mà anh em đi theo, đặt niềm hy vọng, đặt niềm tin tưởng. Đây là chiên Thiên Chúa, đây mới là đấng để anh em đi theo.